Xin chào mừng tất cả anh em đã đến với buổi nhận định của Mê Bóng Đá, tiếp tục với đồng hành cùng với anh em. Đây là chính là trận đấu vô cùng hấp dẫn ở khu vực bảng D. Đó chính là cặp đấu giữa Pháp và Đan Mạch. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 26 tháng 11 nha tất cả anh em. Ở trận đấu này là một trận đấu vô cùng kịch tính luôn. Nói chung là có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Pháp và Đan Mạch. Cả hai đội tuyển đều hiện tại đang có một cuộc chạm trán đầy khốc liệt trên sân cỏ nha anh em. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng cũng như là những nhận định mà theo tôi là chính xác nhất. Tuy rằng kết quả vẫn không có nhiều sự bất ngờ khi là đội Pháp nha anh em. Đội Pháp là đội mà được các chuyên gia đánh giá là nhỉnh hơn so với Đan Mạch. Mặc dù Pháp vừa rồi là có một cái trận đấu gọi là hết hồn với Australia, nhưng bên cạnh đó thì Pháp vẫn được các chuyên gia đánh giá là cao hơn so với Đan Mạch. Theo những số liệu thống kê thì 4 trận đối đầu gần đây của đội tuyển Đan Mạch thì chưa có một chiến thắng nào cả anh em. Trong khi đó bên kia đội tuyển Pháp đã giành 3 trận thắng và một trận bị cầm hòa bởi Đan Mạch nha. Trong 4 lần gặp nhau mà Pháp đã thắng 3 lần rồi hòa 1 lần với Đan Mạch rồi thì đây chính là một cái điểm lợi thế để chúng ta có thể suy xét vào những cái tình huống tiếp theo ở trong bài nhận định này nha anh em. Và theo cảm nhận của tôi cũng như là những gì mà tôi tham khảo ở thắng 88.me đó thì trận đấu này tại khu vực bảng D giữa Pháp và Đan Mạch là một trận đấu vô cùng hấp dẫn nha. Hiện tại Đan Mạch ở khu vực bảng D này chỉ có 1 điểm thôi anh em. Còn các cầu thủ Pháp hiện tại đang có 3 điểm rồi. Bắt buộc là Đan Mạch phải... Một là phải chiến thắng đội tuyển Pháp. Hai là cùng lắm là phải hòa đội tuyển Pháp thôi. Nếu Đan Mạch mà thua đội tuyển Pháp ở trận đấu này thì Đan Mạch chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận đấu thôi, cho nên là sẽ đưa Đan Mạch vào thế cực kỳ khó khăn. Trước khi cái mùa World Cup này diễn ra thì đội tuyển Pháp đang có một phong độ rất ấn tượng, đặc biệt là trong trận đấu ra quân thì Pháp đã giành 4-1 trước các cầu thủ Australia. Đây là một trong những trận đấu mà Pháp đã chơi rất hay. 5 trận gần nhất của Pháp là họ đã có được 19 bàn thắng nha anh em, hết sức thuyết phục luôn. Nói chung là điều này chứng tỏ là Pháp là một trong những đội bóng mà lực lượng khá là tốt. Mặc dù á, các cầu thủ Pháp bị chấn thương rất là nhiều, một cơn bão chấn thương nói chung là hành hành đội tuyển Pháp á. Nhưng mà bên cạnh đó đội tuyển Pháp vẫn còn những cái tên tuyệt vời, những cái tên tới công chuyện nha anh em. Hàng phòng ngự và tiền vệ của đội tuyển Pháp gồm có những cái tài năng như là Deschamps nè. Và một điều đặc biệt là có một hàng tiền vệ tài năng trẻ như là chẳng hạn như là Camavinga của Real Madrid hay là Tchouaméni. Dù là họ là những tài năng trẻ nhưng họ rất bề dày kinh nghiệm nha anh em. Việc mà Paul Pogba vắng mặt không được triệu tập là cũng dễ hiểu thôi. Hiện tại thì anh cũng đang có một cái phong độ thật sự rất là tệ hại. Bên cạnh đó thì với sự xuất hiện của hai tài năng trẻ như là Camavinga hay là Tchouaméni hay thậm chí là Guendouzi hay là tân binh là Camara thì đội tuyển Pháp cũng vững chắc ở một phần nào đó hàng tiền vệ anh em. Người mới, lối đá mới và tất cả những gì mới thì nó sẽ tốt hơn đúng không? Còn về hàng công của đội tuyển Pháp thì không phải bàn rồi. Có sự cơ động của Kylian Mbappé và Griezmann nữa thì bá luôn à anh em ơi. Nói chung là đội tuyển Pháp thì không có sự phục vụ của lão tướng Benzema vì chấn thương thì cũng không ảnh hưởng lắm đến hàng công của đội tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại. Trong trận đấu anh em thấy Pháp ăn 4-1 ở Australia, hàng công của Pháp là vô cùng mạnh nha. Ở trận đấu vừa qua của đội tuyển Pháp thì anh em có thể thấy được sự cơ động cũng như là người hỗ trợ đắc lực của Kylian Mbappé, đó chính là Anthony Griezmann. Một cầu thủ đang thi đấu cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn từ Barcelona cũng đang có một phong độ cực kỳ tốt trong trận đấu vừa qua. Còn với đội hình Đan Mạch thì như thế nào anh em? Đan Mạch thì cũng được đánh giá cao nha anh em. Mặc dù đội tuyển Đan Mạch được Tunisia cầm hòa không đều, không bàn thắng, nhưng Đan Mạch ở trận đấu đó cũng được đánh giá cao hơn Tunisia rất nhiều. Ở vòng loại World Cup năm 2022 đó anh em thì Đan Mạch đã có tới 6 trận thắng. Còn thành tích ấn tượng nhất của Đan Mạch ở Euro thì anh em cũng đã thấy rồi, một cái tinh thần thi đấu cực kỳ cao. Nói chung là Đan Mạch đã lên từ cái thời mà Eriksen bắt đầu những cái xảy ra cái chuyện không hay, nhưng mà Eriksen trở lại thì thật sự rất bay bổng tại MU, anh em có thể nhìn thấy được điều đó. Về lực lượng của Đan Mạch thì thua kém xa đội tuyển Pháp nha anh em. Nếu mà chúng ta so xét về ngôi sao hay là về những cái nhân tố chi tiết từng vị trí thì Đan Mạch không bằng đội tuyển Pháp. Vì họ không có nhiều chung suất đẳng cấp cũng như là cái lực lượng của họ đang có đó không có phải là một cái lực lượng thật sự là siêu sao như là đội tuyển Pháp. Như anh em có thể nhìn thấy được là Đan Mạch có biệt danh là những chú lính chì, là có thể nói là một trong những bàn đạp duy nhất để có thể cản bước nhà đương kim vô địch năm 2018 đó là tuyển Pháp tại khu vực của bảng D nha anh em. Nếu trận đấu này mà Pháp xảy chân nha anh em, Pháp tự đưa mình vô một cái thế cực kỳ khó luôn. Cho nên chính vì vậy ở trận đấu này theo cá nhân tôi nghĩ nha, Pháp sẽ chơi rất là thận trọng, không để bị sảy chân trước Đan Mạch đâu anh em. Và cùng lắm là Pháp với Đan Mạch là hòa một điều hoặc là không đều, nói chung là chia điểm thôi. Nhưng để thua thì Pháp sẽ không bao giờ để thua ở trận đấu này.
Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng ở trận đấu này Đan Mạch mới là đội sẽ mạo hiểm hơn Pháp rất là nhiều nha. Xét về mọi mặt thì anh em có thể thấy rằng là Pháp là một đội bóng có phần nhỉnh hơn so với Đan Mạch. Như những gì tôi đã nói trước đó đó, mạnh hơn Đan Mạch cũng có nè, về cái lối đá cũng mạch lạc và thoáng hơn, về cái độ sắc bén trên hàng công của Pháp cũng hay hơn Đan Mạch rất là nhiều. Chắc chắn ở trận đấu này sẽ là một cái thế áp đảo một chiều dành cho đội tuyển Pháp trước Đan Mạch nha anh em. Đan Mạch sẽ phải chịu những cái áp lực tấn công cũng như là những cái sức mạnh tấn công đến từ đội tuyển Pháp, những mũi nhọn như là Kylian Mbappe là một trong những cầu thủ mà Đan Mạch cần phải dè chừng. Theo những linh cảm của tôi cũng như là những gì mà tôi tham khảo anh thắng 88.me đó anh em, thì cái kết quả trận đấu này sẽ 2-1 nha anh em. Cái phần trăm tỷ số mà 2-1 ra nó sẽ rất là cao nha. Ở trận đấu này sẽ là một trận đấu đôi công. Và theo các chuyên gia nhận định ở khu vực châu Á đó anh em, thì các chuyên gia đánh giá rằng đội tuyển Pháp sẽ là đội bóng nằm kèo trên so với là đội tuyển Đan Mạch. Đội bóng Pháp sẽ chấp Đan Mạch nửa trái nha. Và họ dự đoán rằng đội tuyển Pháp sẽ giành chiến thắng trước Đan Mạch nha anh em. Còn các nhà chuyên gia gọi là nhận định ở hàng đầu châu Âu cũng nhận định rằng đội tuyển Pháp sẽ là đội giành chiến thắng trước Đan Mạch với cái tỷ lệ là hơn 65%. Còn anh em nào muốn lái xe đó anh em nào muốn làm tài xế đó, thì tôi nghĩ anh em là nên lựa chọn là anh em làm tài xế đi. Tổng số bàn thắng sẽ dưới 3 trái nha anh em. Còn kết quả ở trận đấu này tôi dự đoán nhẹ nhàng thôi là 2-0 hoặc là 2-1 dành cho đội tuyển Pháp. Nhìn chung thì anh em có thể thấy là sức mạnh của đội tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại là cực kỳ mạnh. Theo những gì mà tôi tham khảo từ anh thắng 88.me đó, thì tính tới thời điểm hiện tại thì đội bóng Pháp là một trong những đội bóng mà lội ngược dòng thành công nhất nha anh em. Có thể thấy rằng là Australia có một bàn thắng trước, nhưng tôi thấy lúc đó Pháp rất là bình tĩnh nha anh em, tổ chức tấn công lại và sang bằng tỷ số. Thậm chí là từ những giây phút đó đó, đội tuyển Pháp đã chơi giật mình hơn, đội tuyển Pháp đã trở mình mạnh mẽ hơn và thành công hơn, và hầu như là kiểm soát hết cục diện trận đấu trước đội tuyển Australia luôn. Cho nên chính vì vậy ở trận đấu này tôi nghĩ là Đan Mạch sẽ là đội bóng mở tỷ số trước, và cái kịch bản nó vẫn diễn ra như là ở trận đấu Australia luôn anh em. Pháp sẽ giật mình và sẽ tổ chức tấn công lại và sẽ sang bằng tỷ số và sẽ kiểm soát cục diện trận đấu lại, nhưng đâu đó vẫn có được những sự trở mình đôi co đến từ các cầu thủ Đan Mạch. Tôi không biết anh em như thế nào, nhưng mà tôi có cảm giác rằng cái mùa World Cup lần này nha, tại khu vực vòng bảng, nếu mà Pháp đi sâu đó, hầu như những chiến thắng của Pháp là những chiến thắng lội ngược dòng nha anh em. Pháp thường hay những phút đầu tiên hay chơi rất là ẩu thả, không có một chút nào an toàn cả anh em à. Cái người ghi bàn thắng đầu tiên cho trận đấu này thì anh em nghĩ là ai? Tôi sẽ dự đoán một người, một cái tên sẽ hết hồn cho anh em, nhưng mà cũng không hết hồn với những người nào mà đã từng biết. Đó chính là Christian Eriksen. Eriksen sẽ là người mở hàng cho tỷ số của trận đấu này. Và sau đó Pháp lại tiếp tục lội ngược dòng nữa để chiến thắng Đan Mạch nha anh em. Đó là những gì tôi dự đoán thôi. Còn anh em nghĩ như thế nào? Anh em dự đoán tỷ số này ra sao? Và những nhận định và những quan điểm của anh em như thế nào về cặp đấu này? Thì anh em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video cho Mời Bóng Đá nha. Anh em đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất của Mời Bóng Đá tại vòng chung kết World Cup lần này nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Thank you.